Giờ quả đất trên toàn thế giới tin tổng hợp. Kính thưa quý vị, nhiều thành phố trên khắp thế giới đã tắt điện trong một giờ đồng hồ, từ 20 giờ 30 phút tới 21 giờ 30 phút theo giờ địa phương vào đêm thứ Bảy để hưởng ứng chiến dịch chống thay đổi khí hậu địa cầu. Ở Mặt Tư Khoa thì các thắng cảnh gồm như là trường đại học Mặt Tư Khoa, vận động trường Luzhniki, quảng trường đỏ, điện Cẩm Linh đều tắt điện trong vòng một giờ đồng hồ. Ả Rập Thống Nhất Emirates cũng tham gia chiến dịch khách sạn nổi tiếng Burj Al Arab và tháp Burj Khalifa ở Dubai cũng đã tắt điện 60 phút. Người dân Dubai cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với giờ quả đất 2013 và đã thắp nến một quảng trường. Các trụ sở chính phủ và văn phòng thương mại ở Dubai đều tắt điện. Với khoảng trên 1 triệu người tham gia chiến dịch trong năm nay đã giúp thành phố Dubai tiết kiệm được 260 MWh, giảm được 140 tấn khí thải carbon. Ở thành phố Sao Paulo, các con đường chính, các tòa nhà nổi tiếng đã cúp điện. Trên 90 thành phố ở Brazil đã tham gia chiến dịch, trong đó có thủ đô Brasilia và thành phố Rio de Janeiro. Brazil đã tham gia chiến dịch giờ quả đất trong 5 năm qua. Ở Singapore, thì các tòa nhà trọc trời tại khu vực trung tâm thương mại mua sắm đã chìm trong bóng tối. Trên 100 tòa nhà đã tắt điện để bày tỏ sự ủng hộ. Tại thành phố Istanbul, điện trên cầu Bosporus và nhà thờ Hagia Sophia đã tắt điện vào lúc 8 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Quỹ Thế giới cho Thiên nhiên đã phát động chiến dịch giờ quả đất từ năm 2007, kêu gọi người dân, các tổ chức và các thành phố tắt điện một giờ đồng hồ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 mỗi năm.